Xin chào và rất vui được gặp lại các bác ở trên kênh YouTube của đồng hồ Quang Lâm. À, trong video này thì bên em sẽ trên tay với các bác một vài mẫu đồng hồ đã qua sử dụng và những chiếc đồng hồ ở dưới đây thì đều có một đặc điểm chung đấy là chất liệu khung vỏ được làm bằng titanium. Những chiếc này thì nó sẽ phù hợp với bác nào mà thích đeo một chiếc đồng hồ đầu tiên là nhẹ nhàng, thứ hai là chính xác và thứ ba đó là bền bỉ và mức giá tiết kiệm vì nó là hàng lướt hoặc là hàng trưng bày thanh lý thì các bác có thể quan tâm những mẫu em giới thiệu ngay sau đây họ nó chủ yếu là Seiko Citizen các bác nhé Đó. thì em cũng lựa ra những chiếc mà nó có kiểu dáng đẹp và mức giá nó hợp lý để các bác chơi đầu tiên thì em có một con Seiko SAGA 251 con này thì với cái giá niêm yết lúc hàng mới ở thời điểm ra mắt đây là 110.000 Yên nó khoảng tầm hơn 20 triệu cho con này thì các bác sẽ có ở đây là các cái hướng dẫn sử dụng này Đó. con này thì còn đồng hồ và hướng dẫn sử dụng các bác nhé còn thất lạc mất cái thẻ rồi ở đây em có một chiếc hàng đã qua sử dụng lướt và chất lượng của nó thì còn ở mức là khá là đẹp Đó. cái dây thì nó ở bên Nhật nó hơi hanh cái khí hậu nó hơi hanh cho nên là nó hơi bị khô thì về các bác có thể dưỡng lại cái dây như dây còn dùng thoải mái hoặc là các bác thích thì có thể thửa một bộ dây da cá sấu mới xịn để mà đeo cho con này đó hàng đã qua sử dụng tình trạng con này thì em đánh giá nó còn đến tầm khoảng trên 90 về ngoại hình cũng khá là ít xước đẹp và toàn bộ cái khung vỏ này là bằng titanium giá niêm yết của nó ở thời điểm ra mắt thì cũng khá là cao con này thì đồng hồ Quang Lâm đang có một chiếc giá cực kỳ tốt là 4 triệu 650 nghìn. Đó, mã của chiếc này là 8575. Đường kính của chiếc này em đo được ở đây nó là size khoảng 42,5. Và dày, dày là 11,6. Lắc tu lắc ở đây em đo được là 49,2. Trọng lượng của con này thì nó chỉ có hơn 70 gram thôi. 75 gram. Đó, và nó sẽ dành cho những anh em mà có cổ tay vừa và cổ tay nó hơi to một chút từ khoảng 16 trở lên thì chúng ta đeo sẽ rất vừa và đẹp trên này à, mặt số của nó thì sẽ có màu đen con này mặt màu đen ở cái lòng bên trong thì các bác sẽ có một cái vân giống như cái cái vân ở trên cái tải xác rắn à, cái bao tải của chúng ta thì cái bộ vân nó khá là giống còn cái lòng ngoài nó chứa bộ cọc số các bác nhé kim cọc của dòng này thì nó hoàn thiện cực kỳ tốt rồi bắt sáng tốt có dạ quang ở trên thân kim và đầu 4 36912 để cho chúng ta dùng. Đó, đầy đủ dạ quang để các bác sử dụng vào ban đêm. Logo của Seiko được đặt trên góc 12 giờ, bên 3 giờ thì các bác sẽ có ô cửa sổ lịch ngày. Và dưới này thì nó là dual time, múi giờ thứ hai thì trên, trên đồng hồ. À, tức là các bác có thể để kim giờ, kim phút chính 1 giờ, còn à, kim giờ, kim phút phụ này thì các bác có thể để theo múi giờ của người thân ở nước ngoài. Thì nó đều chạy liền được hai múi giờ như thế này. Đó. Và có lịch thứ dạng lịch retrograde, lịch giật, tức là khi nó chạy đến... À, hết chủ nhật thì nó lại quay uh, hết thứ sáu thì nó lại uh, quay về thứ hai như thế này giật ngược về thứ hai như thế này hết thứ bảy chứ hết thứ bảy nó lại quay về uh, chủ nhật và sang thứ hai nó giật ngược lại đó lấy là gọi là lịch retrograde đó. dạ quang con này thì đủ để các bác dùng vào buổi tối và bên trong thì các bác sẽ có một cái vành city code của 25 uh, thành phố tương ứng với 25 cái múi giờ trên toàn thế giới à, uh, như Việt Nam thì các bác sẽ chỉnh theo Bangkok nhé ngồi ra GMT cộng 7 và con này nó là lịch vạn niên tự động chuẩn đến năm 2100 đó kính thì là kính xa phiên nguyên khối có phủ chống lóa AR và có lớp phủ siêu trong super clear à, bên hông thì sẽ có ba cái núm chỉnh và con này nó dùng máy là 8B63 à, bộ máy này thì đầu con lâm đã có hướng dẫn chỉnh rất chi tiết thì các bác có thể chỉnh từng chức năng một và như những con này thì các bác chỉ cần chỉnh một lần thôi đó lịch nó cứ đúng đến năm 2000 2100 tháng thiếu tháng đủ 29 30 ngày nó tự biết ngày sang mùng 1 ở đằng sau thì em sẽ có một vài những cái thông số cơ bản ở trên chiếc này. À, Radio Way Control này có giờ thế giới, solar, chống nước 100m, không vọt titanium và máy 8B63. Bộ máy này có đến uh, 10 chân kính các bạn 10 chân kính trên một bộ máy pin, pin năng lượng. Có lịch vạn niên, một lần sạc đầy thì các bác có thể dùng uh, liên tục được 9 tháng, còn nếu đúc trong hộp cất đi thì là được uh, khoảng 24 tháng các bạn nhé, 2 năm và các bác chỉ cần uh, sạc dưới ánh nắng mặt trời hoặc là để cạnh cửa sổ thôi để ra cửa sổ thôi là nó cũng đã có thể nhận được năng lượng rồi để duy trì hoạt động đi kèm con này thì nó có một bộ dây da cái bộ dây da này thì nó sẽ ở bên nhật nó hơi hanh khí hậu nó khô hanh ấy. nó hơi khô dây một chút nhé các bác có thể dùng uh, uh, một da tiệm da họ dưỡng lại hoặc là thửa một bộ dây da mới để đeo con này thì cũng hoàn toàn hợp lý dây con này thì còn rất là mới Đó, cũng thoải mái để cho chúng ta sử dụng khóa cánh bướm chống gãy dây, đầu trên này là 20, cỡ khóa là khóa 18. Em sẽ lên thử ở trên tay 17 trên này với size 42,5 thì nó sẽ dành cho những anh em mà có cổ tay vừa và cổ tay nó hơi to một chút là đeo sẽ đẹp. Đó. Chiếc này thì bên em đang giao lưu đến tay các bác là 4 650 000 mã của nó là 8575. 4.650, đây là một chiếc hàng đã qua sử dụng. Tiếp theo thì em còn có một cái nó còn nhẹ hơn cả chiếc vừa rồi. Đó. Ở đây thì em có con này nó là Seiko SBTM298. 55.000 yên cho giá hàng mới thì nó tương đương với khoảng tầm khoảng hơn 11 khoảng 11 triệu các bác nhé nếu tính đủ các cái chi phí vận chuyển về đến Việt Nam con này của em thì là hàng mới và có đầy đủ hộp sổ thẻ đi kèm đó con này thì với cái trọng lượng như uh, Seiko họ thông báo chỉ có 38 gram thôi các bạn 38 g thì cái đồng hồ này nó chiếm khoảng 30 g còn cái dây này thì uh, như họ thông báo nó là dây uh, phần da đùi của con bò đó, dây da bò nhưng nó lấy phần da đùi và tổng trọng lượng của chiếc này nó chỉ có 38 g thôi. Thì các bác cảm thấy là nó cực kỳ nhẹ nhàng đeo mà như không đeo. Chiếc này thì nó sẽ phù hợp cho anh em nào có cổ tay vừa và nhỏ và đeo là sẽ đẹp. Đó, và thích những chiếc đơn giản ba kim một lịch thôi. Con này thì đường kính nó là 39,5 và độ dày của nó là 9,6 mm. Đấy, lắc tu lắc ở đây em đo được nó là khoảng tầm 46. Anh em tay từ khoảng 15 đến 17 là đeo rất vừa và đẹp trên này. mặt số của nó màu đen. Mặt màu đen và thiết kế ba kim một lịch. Chúng ta sẽ có 6, 9, 12 là sử dụng bộ cọc số la mã. Còn các ô cọc còn lại là cọc dạng index. Đó. Kim cọc của dọc này thì nó hoàn thiện rất tốt rồi. Cũng có lịch vạn niên. trên thân kim và trên các cái đầu chấm ở trên này thì nó đều có dạ quang để cho chúng ta sử dụng vào buổi tối. Đó. Cho máy để cho các bác dùng trên thân kim và các đầu chấm nhé. Kính sapphire nguyên khối có phủ lớp phủ chống lóa AR và lớp phủ siêu trong để các bác có thể thấy super clear coating của Seiko. Nó là một cái lớp phủ, tức là cái kính sapphire nó đã trong rồi nhưng mà nó phủ thêm cả chống lóa nữa. Đó, lại còn phủ thêm cả lớp phủ super clear, lớp phủ siêu trong nữa Thì các bác có thể cảm giác được gần như là không thấy cái lớp kính này luôn đó, Đi kèm thì các bác sẽ có một bộ dây da nâu hóa xiên nhé Còn đằng sau thì con này nó sử dụng máy 7B75 cũng có lịch vạn niên này Made in Japan, không vỏ titanium, kính sapphire Và chống nước 100m, pin năng lượng Bộ máy ở trên chiếc này thì nó sẽ có 6 chân kính Và cũng một lần sạc đầy dùng liên tục được 9 tháng Đây là không tính đi ra ngoài nắng các bác nhé còn nếu như các bác cứ đeo hàng ngày đi ra ngoài nắng thì nó lại cứ tiếp tục sạc thôi. đó Và nó sẽ có chế độ chống sạc quá tải. Khi mà chúng ta nó đầy rồi mà các bác ra ngoài nắng nữa thì nó sẽ ngắt cái nguồn điện. Đó, để bảo vệ tuổi thọ của pin một cách tối đa. Dây da, dây da bò, phần da đùi của con bò. Đó, rất đẹp thế này. Trọng lượng của nó thì đặc biệt là chỉ có 38 gram. Thì đây có lẽ là chiếc mà nhẹ nhất em đã từng cầm từ trước đến giờ đã nhẹ rồi nó lại còn dây da một chiếc khá là thanh lịch dành cho anh em tay từ 15 đến 17 như cổ tay em là tay 17 Đó. sơ giấc thì chính xác bền đẹp và pin năng lượng con này thì đang giao lưu đến tay các bác là 7 triệu 600 mã của nó là 6353 7 triệu 600 nghìn vẫn là cái dòng đấy nhưng mà không vỏ bằng titan luôn thì em có một vài chiếc mẫu tương tự như con này của em thì nó là SBTM 293 mấy cái con này thì giá niêm yết giống nhau các bạn nhé và đều có đầy đủ hộp sổ thẻ về kèm bảo hành quốc tế các thứ hôm nay còn một con mặt đen một con mặt trắng 293 con này là 287 287 thì nó sẽ là mặt màu trắng Đó thì các bác có thể chọn cái màu theo cái sở thích của mình và chất liệu dây theo sở thích. Đối với những chiếc mà được toàn bộ là dây kim loại như thế này thì chúng ta sẽ có khả năng là dùng nước được thoải mái hơn. Dây da thì các bác đeo nó thanh lịch, trẻ trung, ôm tay hơn nhưng mà nó lại dùng nước nó không được bền cái bộ dây. Nhưng mà có những bác lại chỉ thích chơi dây da thôi, không thích đeo dây kim loại. Đó em sẽ trên tay con 293 này trước này. Con này thì trọng lượng tổng trọng lượng là 72 g các bạn. 72 g. Dây da thì nó là 38 còn dây titan này thì nó là 72. Đó, cũng có đầy đủ Comfort Tech. Có Diamond Seal này chống dị ứng kim loại và phủ Super Clear trên mặt kính. Thông số kỹ thuật thì đều giống nhau, đều là size 39,5 và chỉ khác nhau với cái thiết kế mặt số thôi cái này nó không sử dụng bộ cọc số la mã mà nó dùng toàn bộ là cọc số index, cọc trụ và dòng này thì nó hoàn thiện rất tốt rồi trong cái phân khúc tầm trên chục triệu này thì seiko cái dòng solar này họ hoàn thiện rất đẹp thiết kế vuông thành sắc cạnh kim cọc và bắt sáng tốt Con này mặt đen kim cọc được mạ pvd màu vàng hồng khá là nổi ở trên chiếc mặt số này 3 kim một lịch có dạ quang nhé kính là kính sapphire, kính sapphire nguyên khối và có lớp phủ chống loa AR kèm lớp phủ siêu trong. Đó, lịch thì cũng là lịch vạn niên đến năm 2019. Khi các bác, các bác di chuyển đến các cái uh, thành phố khác mà nó khác cái múi giờ hoặc là di chuyển ra nước ngoài nó khác cái múi giờ thì các bác có thể chọn cái uh, thành phố tương ứng với múi giờ mà mình đang sinh sống. Ở Việt Nam thì sẽ là Bangkok này. sau đó chỉnh lại thì cái kim giờ kim phút và ngày nó tự động cập nhật chuẩn luôn các bạn không cần phải điều chỉnh gì nhiều đó và nó cứ đúng như thế đến năm 2100 chống nước 100 m 7b 75 kính sapphire không vỏ bằng titanium đó made in Japan các bạn nhé em sẽ lên thử luôn trên tay 17 trên này con này có 72 gam rồi các bạn Nếu như mà các bác về các bác cắt bớt cái mắt đi khoảng tay 17 như em thì khoảng tầm bỏ đi khoảng 2-3 mắt Thì nó chỉ còn đâu đây tầm 60 g đây Đeo rất là dễ chịu Càng nhẹ thì chúng ta đeo nó lại càng dễ chịu Và chiếc này thì nó sẽ có giá là 7 triệu 500 Mã là 7426, 7 triệu 500 nghìn Con này là hàng mới chưa qua sử dụng các bác nhé Hàng mới nguyên đấy À, còn các bác nào thích uh, thiết kế nó trẻ trung hơn một tí cái màu sắc nó trẻ trung hơn một chút thì các bác có thể chơi chiếc mặt trắng này con <laughs> mặt trắng này là SBTM 287 thì giá niêm yết của nó cũng là 55.000 yên à, khác được cái mặt số màu trắng à, bộ kim cọc thì nó sẽ làm uh, đánh bóng thì các bác có thể thấy này ông ánh bảy sắc cầu vồng trắng con này là trắng uh, màu trắng ngân luôn đấy đó, Seiko lịch ngày và 7B75 các bác nhé. Ví dụ như mà các bác đang ở Trung Quốc thì chẳng hạn. Sang Trung Quốc du lịch chỉ cần chọn về Beijing, Bắc Kinh này. Đó, nó sẽ tự động điều chỉnh nhanh hơn một tiếng. Chuẩn giờ luôn so với giờ Trung Quốc. Đó, hoặc là sang bất kỳ các thành phố nào thì các bác chỉ cần search xem cái thành phố mình đang ở nó là thuộc múi giờ nào thôi. Đó, cộng 9 là Tokyo đại diện là Tokyo của Nhật đó, cộng 7 thì Hồ Chí Minh Hà Nội với lại Bangkok thì nó lấy đại diện là Bangkok đó thông số thì vẫn như vậy nha các bạn nhé chỉ khác nhau mỗi cái màu rồi 72 g cho chiếc này máy 7B75 Đây cũng là pin năng lượng và lịch phản niên ở à, trên này em cũng đang giao lưu đến tay các bác là 7 triệu 500 và mã của nó là 7591, 7.500.000 à, Tiếp theo thì em có một vài con hàng lướt của Citizen Mấy con này nó cũng thuộc uh, phân khúc tiệm cận, nó cũng ngang ngửa cái dòng Atron của Seiko đấy các bạn Đó, Thì đây nó là dòng uh, Citizen X-Line đây, con này của em là một chiếc AT 8181 gạch ngang 63W sử dụng bộ máy H 800 này series ở bên dưới đây nó là mua tại Eurovasi vào 29 tháng 6 năm 2021 đó nhưng mà con này thì người ta giữ gìn còn cực kỳ cẩn thận mắt thừa còn đầy đủ này còn uh, sổ thẻ đầy đủ hộp trong vỏ ngoài và đồng hồ thì còn rất mới đây để. em còn một con nữa con này cũng còn thẻ các bạn nhé Nhưng mà nó chưa vào thông tin gì đó. hai con này thì nó giống nhau chỉ khác mấy cái màu thôi nó cũng còn đầy đủ mắt thừa trong hộp đều là hàng siêu lướt cả và mức giá niêm yết của hai con này thì đều là khoảng 120.000 Yên hiện tại thì nó cũng tương đương với khoảng tầm 23 24 triệu để các bác uh, mua hàng mới đó AT8181 gạch ngang 63W còn cái con xám này của em thì à, hình như em nhớ không nhầm thì nó là nó nó có 8181 gạch ngang 63L hay sao các bạn. Đó. Con này nó đang rơi mất cái thẻ tác ra. Các bác em sẽ trên tay con này trước. Tình trạng thì chúng ta có thể thấy được là toàn là nét nét thôi gần như là không thấy chảy xước gì mấy còn về đến 97 98 về ngoại hình không kém gì hàng trưng bày <laughs> đường kính của nó là size 42,5 con này thì dày là 10,9 lắc tu lắc ở đây nó là 90 49,9 tổng trọng lượng của con này nó là một uh, 95g các bạn 95g là tổng trọng lượng của con này hàng mới đầy đủ mắt thì con này nó bỏ ra ba mắt rồi thì em áng nó đâu đấy còn khoảng tầm 80g đó rất là nhẹ nhàng cho một chiếc đồng hồ kiểu dáng thể thao các bác nhé bác đeo một chiếc thể thao một chiếc uh, với vóc dáng này mà chỉ có 80g thì dùng rất là thích Titan thì nó sẽ nhẹ hơn khoảng tầm uh, 30 đến 35% so với thép không gì à, nhưng mà nó lại cứng hơn gấp khoảng 4 đến 5 lần đó. nó cứng hơn chịu va đập được tốt hơn đó Nhưng mà đổi lại thì nó nhẹ. Nó có một cái nhược điểm chính là cái màu sắc của titan thì nó không được uh, trắng sáng như thép. Đó, nhưng mà các bác có thể thấy trên những cái dòng mà 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 tầm phân khúc tiền này thì họ cũng làm và họ cũng pha những cái hợp kim vào để làm cho thép và họ đánh bóng rất là bắt sáng rất tốt này. Đó. <laughs> Mặt số của con này thì sẽ có cái màu xanh mặt màu xanh lục đó, con này thì có thiết kế là 6 kim kim giờ kim phút kim dây nhé và các bác sẽ có là thêm uh, kim chrono con này có chrono grab này có lịch thứ này với lại giờ ngày giờ đêm giờ 24 tiếng đó, đây là chức năng chrono nha các bác sẽ điều chỉnh về để cho nó về chức năng thừa và chỉnh giờ thì cũng tương tự thôi các bạn mấy cái dòng máy này thì nó đều lịch vạn niên thì chỉnh rất là đơn giản chỉ cần chỉnh một lần thôi. Ngoài ra ở trên chiếc này thì nó sẽ có chế độ kim chỉ báo năng lượng, à, kim reserve ở đây thì các bác sẽ, à, đây như đây là sang giờ nhật này. Nó sẽ nhanh hơn 2 tiếng so với giờ của Việt Nam này. À, kiểm tra đây các bác nhé, có cái vạch ở đây, và kim báo. Như con này là còn gần đầy, còn khoảng tám chín mươi phần trăm. Bên này thì nó là SMT là giờ mùa hè thì à, các bác ở Việt Nam thì chúng ta không hay sử dụng cái giờ mùa hè này. Còn một số nước ở EU thì họ hay có cái giờ mùa hè. Nó nhanh hơn một tiếng so với giờ hiện tại. Thì cái này các bác không cần điều chỉnh. Trên này thì nó sẽ có một cái bánh Benzen đánh tên của các cái thành phố này. Và bên trong thì chúng ta có thể thấy được là kim cọc cũng bắt sáng cực kỳ tốt. Dòng này thì họ cạnh tranh trực tiếp với Atron của nhà Seiko. Đó. Hoặc là cái dòng dòng này thì em nghĩ nó phải tương đương với cái dòng nó tương đương với cái dòng seco Đó là cũng tương đương với cái con SAGA vừa rồi Đó tương đương với cái dòng này này các bạn này Bride của nhà Seiko còn bọn này thì nó là dòng Citizen Xline phân khúc cũng trên 20 triệu một chiếc hàng mới ở đằng sau thì sẽ có các cái thông số cơ bản nó khung vỏ titanium pin ecoride và citizen họ làm dòng này nó là super titanium với các bạn nhé cũng có Duratec bảo vệ khung vỏ này à, chống nước 100 m made in Japan máy H 800 à, lớp phủ Duratec thì nó cũng tương tự như gần như là tương tự với cái comfort Tech của Seiko à, cũng có phủ bảo vệ khung vỏ hạn chế sức sát phủ chống dị ứng kim loại và cái mặt kính này nó cũng phủ siêu trong rất đẹp em sẽ lên thử trên tay 17 thế này cái con này thì dây đang còn vừa luôn cho tay 17 như tay em các bác chỉ cần tầm 16 trở lên thôi là đeo con này đẹp nhẹ nhàng 80g hiện tại thì nó còn loanh quanh khoảng trọng lượng 80g các bác nhé à, chưa đến một lạng các bác đeo một chiếc đồng hồ rất nhẹ mà kiểu sáng lại thể thao. Đeo hàng ngày rất thích. Giờ rất chuẩn. Và mã con này là 7995. Trên này là 10 triệu 350 000 7995. Đây còn có mặt màu xám. Mặt xám này thì cũng tương tự về tình trạng. Hai con này thì tình trạng nó tương tự như nhau. Đồng hồ còn rất mới. Đó. Con này thì xước một tí ở trên khóa này thôi. Con này thì là 9 triệu 950 nghìn các bạn nhé Mặt đầy màu xám Một lần sạc đầy thì cũng dùng được 9 tháng Và không có tiết kiệm năng lượng à, Để trong hộp cất đi là được 2 năm Và có cả chống sạc quá tải Có chronograph này Có lịch vạn niên Chống nước 100 mét không vỏ bằng titanium Made in Japan Đầy đủ hết các cái thông số kỹ thuật ở trên trên này Và size 42,5 Đó Pin Eco các bạn nhé Em sẽ lên thử trên tay 17 Con này thì trong hộp còn hai cái mắt thừa Dây hiện tại cũng đủ cho tay 17 Và con này là 9 triệu 950 000 các bạn 9 triệu 950 Tiếp đến thì em sẽ có một chiếc của Seiko. Con này thì nó là một chiếc hàng của em nghĩ là của người chơi sưu tầm. Đó. Chưa thấy có dấu hiệu sử dụng, đồng hồ thì gần như là không một vết sức sát nào. Đó. Rất đẹp. Con này nó là SBXY049 và ở thời điểm mà nó ra mắt thì nó có một cái mức giá là 165.000 yên. Nó khoảng tầm 30 triệu. 32, 33 triệu Con này thì hộp sổ thẻ đầy đủ các bác nhé Nó sẽ có một cái thẻ bảo hành nội địa Và date của nó là 27 tháng 10 năm 2022 SVX 049 Ngoài ra thì nó sẽ có một cái thẻ bảo hành nội địa của dòng Atron này Thẻ bảo hành 2 năm Nhưng mà đây, hiện tại thì cũng đã hết bảo hành rồi Và một quyển hướng dẫn sử dụng rất dày của máy 8B63 Đó. Bên em thì đã cụ thể hóa cái hướng dẫn này ra bằng tiếng Việt và là một cái video clip hướng dẫn chỉnh cái bộ máy 8B63 này để các bác có thể tham khảo khi cần. Đó, còn như bọn này thì các bác mua về chắc là chỉ cần chỉnh một lần thôi các bác. Chỉ cần chỉnh đúng một cái lần hoặc là bên em chỉnh chuẩn trước về các bác chỉ việc dùng thôi. Còn cần thiết thì khám phá chức năng của nó thì các bác có thể khám phá chứ con này thì nếu như cứ đeo hàng ngày thì cứ đeo suốt. Chả phải lo nghĩ gì. Tình trạng của đồng hồ thì đây các bác có thể thấy được gần như là người ta chưa dùng nếu mà nó khóa không thấy có xước rồi. Không vỏ viền dây thì rất đẹp. Thiết kế thì khá là thể thao và khỏe khoắn. Con này em có sai mặt đường kính ở đây là 42,5 và dày của nó là 11,7. Lắc tu lắc ở đây em có là 47,6 trọng lượng của con này nó là 115 g, à 105 g các bạn. Con này là 105 g. Đây là tổng trọng lượng như còn đầy đủ cả mắt dây như thế này. Đó. Thì về các bác bỏ đi khoảng 2 3 mắt khi đeo thì nó sẽ giảm trọng lượng xuống một chút nữa là đeo rất nhẹ nhàng và hợp lý. mặt số của con này thì nó sẽ có màu xám các bác nhé. Màu xám và trải tia. nó sẽ được ba cái đường chéo nó cắt cái mặt số ra thành 6 phần bằng nhau. Đó. và mỗi một cái góc có ánh sáng chiếu vào thì nó lại tạo một cái hiệu ứng trải tia khác nhau còn cái bộ cọc số thì các bác có thể thấy được seiko hoàn thiện cực kỳ tốt đánh bóng và nó trải tia ra bảy sắc cầu vồng Đó. con này thì nó dùng máy 8B63 rồi máy có lịch ngày lịch thứ và có dual time logo ở trên góc 12 giờ kim cọc của nó thì bắt sáng rất tốt và nó hoàn thiện cực kỳ cao Ở trên này nó cũng có cái bánh City Code ở trên bánh Benzen này là các cái múi giờ tương ứng với các cái thành phố ở các quốc gia à. Như những con này là lúc nào giờ nó cũng cứ giống nhau này hết các bạn nó nó chạy, cứ nó chỉ còn pin thôi là nó cứ tự động cập nhật giờ như thế này, chỉnh hết về bangkok đó, là cứ giống nhau về giờ hết. Đó. Tự động cập nhật lại giờ chuẩn luôn. Ngày nhé các thứ là nó tự biết nhảy hết các bác nhé. Tháng thiếu 29, 30 ngày là tự biết nhảy sang mùng 1. Mặt kính của con này thì cũng là kính sapphire nguyên khối rồi Phủ chống lóa AR và lớp phủ siêu trong Cái dòng Atron này thì các bác không phải suy nghĩ nhiều Nó cũng uh, kim cọc và mọi thứ nó cũng hoàn thiện cực kỳ cao rồi Ở đằng sau đây các bác cũng sẽ có các cái thông số này Có giờ thế giới pin năng lượng uh, Có chống nước 100m không vỏ titanium Và máy 8B63 Dây titan Dây con này khá là đẹp Bắt sáng tốt Khóa thì sẽ có logo của Seiko Ở trên khóa và em cũng sẽ lên thử ở trên tay 17 trên này. <laughs> một chiếc rất là đẹp của nhà Seiko. Con này thì anh em nên tay tầm khoảng 16 trở lên để đeo đẹp. Nó có một cái lắc vát. Nó tạo một cái cảm giác vừa gọn lại vừa khỏe cho một cái đồng hồ. Đó. Và có ba cái núm ở phía bên hông. Kiểu dáng của con này thì khá là thể thao. Chiếc này một chiếc hàng siêu lướt thì đồ quan lâm đang săn được uh, có với các bác là 19 triệu 600 các bác nhé So với mua mới nó tầm khoảng 32 33 triệu giá niêm biết thì cũng đã tiết kiệm được khá khá rồi 19 triệu 600 hàng còn đẹp như hàng trưng bày chưa sử dụng gần như là chưa có dấu hiệu sử dụng gì Đó. À, tiếp theo thì em sẽ trên tay với các bác một chiếc nữa cũng rất đẹp chiếc này thì nó là một chiếc hàng mới và vừa mới được ra mắt thôi, ra mắt tháng 7 năm 2023 tức là mới được khoảng tầm một tháng nay thôi. con này thì là hàng mới 100% rồi. và con này thì nó sẽ thuộc bộ sưu tập bầu trời đầy sao của năm 2024. Đó, hộp số thẻ về đầy đủ. con này số lượng có hạn các bác nhé, chỉ có 600 chiếc thôi. và cái này của em thì đang có một cái là 155 trên 600 giới hạn chỉ có 600 chiếc. Với size đường kính của nó em đo được ở đây nó khoảng loanh quanh khoảng tầm size 40. Dày là 9,8 và lắc tu lắc ở trên chiếc này. Lắc con này nó khoảng tầm 45,2. Thì anh em nên tay tầm khoảng 15 đến 17, 17.5 thì chúng ta đeo sẽ vừa và đẹp. À, mặt số thì Seiko họ mang cả một cái bầu trời sao lên cái mặt số này. Màu của nó thì nó sẽ là màu xanh lam và vân thì cảm giác như là vân họ thiết 3D các bạn. Đó, nhìn góc nào thì chúng ta cũng sẽ thấy cái hình ngôi sao ở đây. Kim cọc thì khá là to bản và có chứa dạ quang đầy đủ ở trên thân kim và trên thân cọc số. Đó. Như con này thì các bác sẽ thấy được là nó đơn giản lắm, chỉ có 3 kim một lịch nhưng mà nó cũng là một chiếc có lịch vạn niên này nó sử dụng bộ máy 7B72 à, Như 7B75 thì nó sẽ Các cái vạch uh, city code nó ghi luôn ra đây Ví dụ như là Cộng 7 là Bangkok nó Các bác chỉ cần chỉ kim vào cộng 7 thôi Đó. Còn trên trên này 7B72 thì nó lại cái City code nó lại ẩn ở trong các cái cọc uh, dây này đó. ví dụ như là ở cái uh, 12 giờ này nó là GMT cộng 0 này Mỗi một giây này nó sẽ là một cái múi giờ Cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 5 cộng 6 này, cộng 7 đây là đang chỉ vào dây thứ 7 thì nó là cộng 7 này. Cộng 8 là Bắc Kinh này, là dây thứ 8 này, cộng 9 là Tokyo đó. Thì các bác có thể search Google nhé để xem là cái múi giờ là của mình nó đang là múi giờ bao nhiêu để các bác chỉ cái kim dây vào. Thì với cái cách bố trí này thì các bác sẽ không có cái vành city code ở đây không phải đánh số đánh chữ thì nhìn nó sẽ thoáng hơn một tí nữa. Đó, nhìn cái mặt số nó thoáng và đơn giản hơn. Đó. Con này thì nó sẽ có kính sapphire nguyên khối, phủ chống lóa AR và có phủ siêu trong. Cấu trúc vành benzen của nó thì là hình bát giác. Mang lại một cảm giác vừa thể thao vừa khỏe khoắn và titan thì họ làm mặt sáng rất tốt. Đó. Cũng không kém gì so với thép cả. Nhưng mà nó lại nhẹ nhàng. Con này tổng trọng lượng chỉ có 90 g thôi các bạn. 90 g cho một chiếc đồng hồ mới. Đây đằng sau thì các bác sẽ có đánh số tự limited 155 trên 600. Radio Wave Control này. Water resistant 13 chống nước 100m không vỏ titanium máy 7B72. bộ máy này có 6 chân kính và một lần sạc đầy thì dùng 9 tháng và có cả tiết kiệm năng lượng còn lẫn chống sạc quá tải đầy đủ hết. không vỏ viền thiết kế rất đẹp cho một chiếc phiên bản giới hạn 3 kim một lịch và chỉ có tổng 600 cái và 600 cái này thì họ chỉ làm riêng có thị trường nội địa Nhật các bác nhé thị trường ngoài không có tức là các bác muốn mua chiếc này thì chỉ có lấy được từ Nhật về size 40 lắc vát rất là ôm và như con này thì anh em tay khoảng tầm 15 16 thôi là đã 15 thôi là đeo rất đẹp rồi lắc gọn ôm tay đồng hồ thì thiết kế đẹp và phiên bản giới hạn mặt của nó màu của nó cũng khá là đẹp độc lạ Giá của con này lên đến 148.000 yên Sb 079 148.500 thì theo tỷ giá hiện tại các bác cộng các chi phí vận chuyển về đến tay thì nó cũng rơi vào đời với tầm khoảng 28 29 triệu thì con này em đang giao lưu đến tay các bác chỉ có là 19 960.000 hàng mới nhé vừa mới ra mắt tháng 7 thôi giới hạn 600 chiếc mã của con này là 8499 19 triệu 960 ngoài bản giới hạn ra thì em còn có một chiếc bản thường con này nó là bản thường thì nó sẽ có cái màu khác một chút và nó không sẽ không đánh số giới hạn con này thì cũng là hàng mới và chỉ có là 17 triệu 500 thôi giá niêm yết của hai con thì bằng nhau nhưng bản thường thì bao giờ nó cũng giá nó cũng sẽ chiết khấu cao hơn cái cái hàng giới hạn đó con này thì mặt màu đen vân kẻ caro vuông Ở dòng này thì kim cọc dạ Quang cũng rất sáng cũng là pin năng lượng các bác nhé Đó, lịch vạn niên đầy đủ hết nó chỉ khác mấy cái màu mặt còn đâu các cái thông số còn lại thì đều giống hệt nhau Nên trên này thì các bác sẽ có mức giá là 17 triệu 500 hàng mới này hàng mới các bạn nhé không phải là hàng đã qua sử dụng Đó. Màu đen này thì nó khá là cứng cáp Và các bạn nào mà thích màu đen thì có thể chơi con này Trọng lượng chỉ có 90 g Đây như tay thì áng áng nó phải cắt đi tầm khoảng 3 mắt Đó Tita các bạn đeo rất nó sẽ rất là thoải mái, nhẹ nhàng Các bạn nào mà đeo những chiếc mà thép 316 các thứ mà nó hay bị cứ cứng ra tay mẩn ngứa các thứ thì các bạn có thể chơi những con Tita này nó sẽ có phủ chống dị ứng kim loại thì các bác sẽ có thể là sẽ không bị nữa đó mã của chiếc này là 8505 17 triệu 500 các bác nhé à, tiếp theo thì em có một chiếc của nữa cũng của Seiko nhưng mà con này thì nó là đồng hồ cơ đó. không phải là pin năng lượng và lịch vạn niên như những con vừa rồi một chiếc đồng hồ cơ tự động của Seiko Một chiếc seco preset SR w 043 giá ni biết là 165.000 165.000 yên là đã tính cả các cái thuế và các cái chi phí ở bên Nhật thì nó cũng khoảng hơn 30 triệu con này thì hiện tại Seco cũng đang ngưng sản xuất rồi và cả hàng mới lẫn hàng lướt thì cũng còn khá là ít bởi vì cái dòng này nó cũng khá là đẹp con này hiện tại đang có em nó có một chiếc mới này với giá là 18 triệu 500 nhé mức giá tốt nhất của hàng mới từ trước đến giờ đường kính của nó em đo được ở đây là size 41 con này thì nó dày khoảng 12,7 và lắc tu lắc ở đây là 46 anh em cổ tay khoảng tầm 16 trở lên là đeo sẽ vừa và đẹp mặt số màu đen kim cọc thì nổi khối và rất đẹp ở trên trên này bắt sáng tốt. Trong này thì nó không có dạ quang. Con này nó có một cái mặt dial màu nền màu đen và cảm giác nó rất là mịn màng và lì. Seiko preset automatic này. Lịch ngày, lịch lọc ở dưới góc 6 giờ và chúng ta sẽ có kim báo năng lượng ở bên góc 9 giờ. Với 45 giờ tích cót tối đa. khi các bác lên cót tay này hoặc là khi các bác đeo Thì kim này nó cũng sẽ tăng cót nó báo cho các bác biết được cái Số giờ tích cót còn lại ở trên chiếc đồng hồ là bao nhiêu à, Từ đó thì các bác có thể nhận định vào để đưa ra Quyết định là mình có cần hỗ trợ thêm cái cót tay cho cái đồng hồ nữa hay không Thì nó cũng là một cái chức năng cực kỳ đáng tiền đó. Con này thì mặt kính sapphire phủ chống lóa AR và có lớp phủ siêu trong Cảm giác thì nó cực kỳ trong Ở đây đằng sau thì các bác sẽ có thể chiêm ngưỡng được bộ máy của nó Máy 6R27 nhé chống nước 100 m kính sapphire và khung vỏ titanium made in Japan Seiko. Tổng trọng lượng của con này nó chỉ có 116 g các bạn. 116 g so với một chiếc đồng hồ bằng thép thông thường thì nó khoảng tầm 170 g. Đấy thì con này nó chỉ có 116 g thôi. Các bác có thể uh, tay 16 thì có thể tháo 3 mắt hoặc 4 mắt ra. Thì nó còn đâu đấy khoảng tầm chưa đến 100 g. Thì các bác đeo nó sẽ rất là nhẹ nhàng toàn bộ là bằng titanium có phủ diamond seal này có phủ chống dị ứng kim loại này đó dây thì con này các bác có thể thay sang dây da thoải mái đầu trên là 20 dưới khóa là 18 hầu như các con dây kim loại này thì con nào các bác cũng thay sang dây da được đó. khóa thì có logo của Seiko và em sẽ lên thử trên tay 17 rất đẹp trên này <laughs> một chiếc cơ tự động máy 6R27 ở trên chiếc này thì nó sẽ có 29 chân kịch 28.800 tần số dao động mà con này của em thì nó sẽ là có tổng tất cả là 45 giờ thích có tối đa và hiện tại đang giao lưu đến tay các bác chiếc này chỉ có 18 triệu 500 các bác nào mà đang yêu thích chiếc này thì có thể đặt hàng ngay trực tiếp ở trên website đồng hồ com mã số của nó là 8548 18 triệu 500 nghìn hoặc là các bác có thể alo đến bên em theo các đầu số như là hotline 0834 696699 hoặc là các cái đầu số ở bên dưới có dùng cả Zalo để chúng ta có thể gửi hình và thông tin qua. Còn nếu như ở gần thì các bác có thể qua địa chỉ trực tiếp tại 23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội là có thể lên tay trực tiếp từ những mẫu đồng hồ này. Và luôn luôn với phương châm là nói thật và giá thấp thì trên video như thế nào, các bác nhận hàng chắc chắn đúng như vậy. Bên em xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.